Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 10 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng, suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS. Tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, tiếp tục kiến thiết cuộc sống mới. Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS. Dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam có các đại biểu Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đại biểu Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và đại biểu Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Ủy viên Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 47 và phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban về các vấn đề xã hội thẩm tra chính thức dự án luật, dự thảo luật trình Quốc hội xem xét cho ý kiến gồm 3 điều, bổ sung vào 14 điều luật và bãi bỏ 2 điều của luật phòng chống HIV/AIDS. Dự án luật sau khi tiếp thu chỉnh lý có một số nội dung lớn tiếp tục cần xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, gồm về tăng cường tiếp cận thông tin người nhiễm HIV/AIDS, can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, nguồn lực cho phòng chống HIV/AIDS, quỹ hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm HIV. Các đại biểu có nhiều ý kiến trái chiều về độ tuổi tư vấn xét nghiệm HIV cho người chưa thành niên. Theo quy định trong dự thảo luật, người tự nguyện xét nghiệm HIV phải từ đủ 16 tuổi trở lên. Các đại biểu đề xuất sửa đổi bổ sung nên bãi bỏ hoặc ít nhất hạ thấp quy định về độ tuổi tối thiểu có thể tự nguyện tham gia tư vấn xét nghiệm HIV. Việc xét nghiệm HIV đối với người dưới 16 tuổi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. Hiện nay cái luật rất quan trọng là luật trẻ em, chúng ta quy định là người từ dưới 16 tuổi là trẻ em. Và hàng loạt các luật khác quy định trẻ em thì đều phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là của người giám hộ. Trong lĩnh vực hình sự thì trẻ em phải có là luật sư hoặc là cái người trợ giúp pháp lý, vân vân, rất nhiều lĩnh vực khác. Và thứ hai là không phải tự nhiên là luật trẻ em chúng ta quy định ở cái độ tuổi này đâu, bởi vì nó có vấn đề về tâm lý, sinh lý và cái độ trưởng thành. Và nếu cho rằng nếu quy định là dưới 15 tuổi, đủ 15 tuổi để mở rộng đối tượng xét nghiệm thì nó cũng không phải, bởi vì tất cả đối tượng xét nghiệm còn lại thì dưới 15 tuổi thì nếu có sự đồng thuận của bố mẹ và người giám hộ thì vẫn xét nghiệm bình thường. Và trong thực tiễn thời gian vừa qua không vướng gì chỗ này. Nhưng ở đây muốn nói là phải quy định như vậy để nó đảm bảo đồng bộ với các luật khác. Về vấn đề thông báo và tiếp cận thông tin kết quả xét nghiệm HIV dương tính, một số đại biểu cơ bản tán thành với việc bổ sung mở rộng nhóm đối tượng trong việc thông báo và tiếp cận thông tin về kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Tuy nhiên, thông tin về kết quả xét nghiệm HIV dương tính là bí mật thông tin của công dân cần được bảo vệ. Do vậy, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc và có quy định cụ thể về trình tự thủ tục tiếp cận thông tin kết quả xét nghiệm HIV dương tính, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhiễm HIV. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Một vấn đề lớn được các đại biểu tập trung thảo luận liên quan đến đối tượng áp dụng của dự thảo luật. Có hai luồng ý kiến xung quanh vấn đề này. Một số đại biểu cho rằng không nên giao đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực thi thỏa thuận quốc tế. Ngược lại, một số đại biểu phân tích những điểm thuận lợi và cho rằng chỉ nên giao đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dịch vụ Việc làm do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nguyên tắc về việc quản lý lao động khu vực biên giới khi đi lao động ở nước tiếp giáp để có căn cứ do Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng khái niệm vốn chủ sở hữu là không thống nhất với luật doanh nghiệp,
làm phát sinh khái niệm mới trong hệ thống pháp luật. Chiều nay, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Duy Thành đến thăm, tặng quà, hỗ trợ bão lũ tại Quảng Nam. Cùng đi với đoàn có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca. Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng, chưa có năm nào tình hình thời tiết thiên tai lại diễn biến phức tạp cực đoan như năm nay, với hiện tượng bão chồng bão, lũ chồng lũ. Miền Trung là dải đất gánh chịu nhiều thiệt hại nhất về người và tài sản do bão lũ gây ra. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ sự chia sẻ động viên, đồng thời gửi tặng 2 tỷ đồng với mong muốn cùng chung tay với chính quyền Quảng Nam kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, ổn định sản xuất. Tại buổi tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường thông tin đến đoàn những thiệt hại sơ bộ của tỉnh do ảnh hưởng các đợt bão lũ vừa qua. Con số thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh ước tính gần 500 tỷ đồng và đã có 12 người thiệt mạng do bão lũ. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ phía tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời cho biết sẽ kịp thời phân bổ nguồn hỗ trợ đến các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ, đặc biệt là giúp người dân nhanh chóng sửa chữa, xây mới những ngôi nhà bị ngã đổ do mưa bão. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tiếp nhận gần 1 tỷ 670 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ từ Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lý ở huyện Duy Xuyên và các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Vượt hàng chục cây số, Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lý ở thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên đã đến tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng số tiền 10 triệu đồng, với mong muốn sẽ chia phần nào những khó khăn mất mát của người dân Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong các đợt thiên tai vừa qua. Cũng vào chiều nay, Tập đoàn Công ty Than khoáng sản Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng, Công ty Xăng dầu tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 100 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Wan Wan Việt Nam đã trao tặng 452 thùng bánh gạo Wan Wan vị đậu nành, 250 thùng kẹo dẻo và 635 thùng nước giải khát với giá trị gần 560 triệu đồng cho bà con Quảng Nam bị thiệt hại do ảnh hưởng các đợt bão lũ vừa qua. Thay mặt Ban tiếp nhận vận động cứu trợ tỉnh, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Lý, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ bà con đồng bào bị bão lũ tại Quảng Nam và cho biết Quảng Nam sẽ nhanh chóng có kế hoạch phân bổ số tiền hỗ trợ kịp thời giúp đỡ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm hỏi và trao tặng 150 suất quà cho người dân bị thiệt hại do mưa bão gây ra tại huyện Duy Xuyên. Những món quà đã góp phần động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, tiếp tục kiến thiết cuộc sống mới. Nói chuyện với bà con hai xã Duy Nghĩa, Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chia sẻ với những thiệt hại về kinh tế của người dân nhiều khu dân cư hai địa phương. Thông qua Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao tặng 150 suất quà cho những hộ bị thiệt hại nặng nhất của hai địa phương này. Phần quà gồm áo, quần, nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị phần quà hơn 170 triệu đồng do Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Thành phố Hồ Chí Minh vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp. Hôm nay, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đến thăm hỏi động viên thân nhân gia đình người bị nạn do lũ lụt tại huyện Duy Xuyên. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và lãnh đạo huyện Duy Xuyên đã viếng hương chia sẻ đau thương mất mát và tặng quà cho thân nhân gia đình hai mẹ con bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Tâm đều ở khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Đây là hai trường hợp bị tử vong do điện giật trong lúc đang quét dọn bùn non, lau chùi bàn ghế khi nước lũ vừa rút. Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Duy Xuyên có đến 6 trường hợp tử vong do thiên tai, tập trung ở xã Duy Phước, Duy Trung và thị trấn Nam Phước. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn các nội dung liên quan đến phương pháp và kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình, dư luận xã hội. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng dự hội nghị. Lớp tập huấn truyền đạt một số nội dung chính liên quan đến phương pháp và kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, phương pháp thu thập thông tin sơ cấp về dư luận xã hội bằng trực giác và ghi chép, phương pháp thu thập thông tin định tính về dư luận xã hội dưới hình thức cuộc trao đổi ý kiến có mục đích giữa người nghiên cứu và người cung cấp thông tin,
phương pháp thảo luận nhóm tập trung, cách nắm bắt dư luận xã hội gián tiếp thông qua việc tìm kiếm, tổng hợp, phân tích thông tin từ báo viết, đài phát thanh truyền hình, Internet, cùng phương pháp nắm bắt dư luận thông qua mạng lưới cộng tác viên. Những nội dung tại buổi tập huấn giúp các đại biểu tham mưu tốt hơn cho cấp ủy đảng chính quyền về công tác định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị mình công tác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để nghe báo cáo về tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trong thời gian qua, giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã bùng phát thành hai đợt vào tháng 5 và tháng 7 năm 2020 tại gần 100 xã. Tổng số heo tiêu hủy sau hai đợt là gần 2.200 con. Tính đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 9 xã có heo mắc bệnh chưa qua 21 ngày. Đối với bệnh lở mồm, long móng, hiện cả tỉnh có 78 xã có dịch với tổng số gia súc mắc bệnh là 2.400 con. Hiện nay các địa phương đã tổ chức tiêm phòng được gần 250.000 liều vaccine lở mồm long móng. Về tình hình bệnh dạy động vật, thống kê 9 tháng đầu năm có 942 trường hợp chó có biểu hiện cắn người, lên cơn dại, chạy mất tích sau cắn người. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó, mèo đạt tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt xấp xỉ 7% trên tổng đàn. Bệnh cúm gia cầm thì được kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay chưa phát sinh ổ dịch nào. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh trong thời gian tới là chăn nuôi tập trung, chăn nuôi sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường và loại bỏ dần chăn nuôi nhỏ lẻ. Vì vậy, các địa phương cần khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô. Về công tác tiêm phòng vaccine, các địa phương nghiêm túc thực hiện đầy đủ tiêm phòng, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ các khu giết mổ phân tán. Các ngành chức năng cần xúc tiến nhanh việc hỗ trợ các địa phương triển khai xây dựng các khu giết mổ tập trung. Về công tác dập các loại dịch trên gia súc gia cầm, cần tiến hành khoanh vùng và lên phương án thực hiện dập dịch nhanh chóng, không để dịch lây lan ra diện rộng. Sáng nay, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi đảng, đợt 2 tháng 9 cho một số đảng viên trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy đã trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Bùi Vĩnh Long đang sinh hoạt đảng tại đảng bộ xã Tiên Thọ và trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên gồm Trịnh Xuân Khoa, Đặng Thanh Xuân đang sinh hoạt đảng tại đảng bộ xã Tiên Hà, Phan Văn Tấn, Phan Thị Sơn, Phạm Việt Hùng đang sinh hoạt đảng tại đảng bộ thị trấn Tiên Kỳ, đảng viên Trần Thị Hiền Lương đang sinh hoạt đảng tại đảng bộ xã Tiên Thọ. Sáng cùng ngày, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa 17 nhằm đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại của những tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với nhân dân tăng cường sản xuất kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Hiện toàn huyện đạt 242 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17,28 tiêu chí một xã. Có 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục cơ bản được giữ vững và có những chuyển biến tích cực. Thưa quý vị, giao thông chia cắt cô lập hàng chục ngôi làng khiến cho huyện Nam Trà My đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó học sinh không đến lớp nhiều ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, rồi người dân đau ốm không được chữa bệnh kịp thời. Vừa đối phó với hai đợt dịch COVID-19, nay lại bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nguồn ngân sách dự phòng của huyện Nam Trà My dần cạn kiệt, nên khó lại càng chồng thêm khó. Điểm trường Tắc Trai của xã Trà Cang có hai lớp ghép đang theo học, với 25 học sinh xây đăng. Hơn 10 ngày nay, lớp luôn trong tình trạng vắng từ 5 đến 10 em. Nguyên nhân chính là sạt lở núi, tắc đường, nên phụ huynh không thể đưa con đến trường. Và việc nghỉ học dài ngày, chất lượng học sinh là điều cô giáo Đỗ Thị Sương lo lắng nhất hiện nay. Ở đây là có 25 học sinh, bây giờ là ngày hôm nay là đi học được 14 em và vắng là 11 em. Cái việc mà các em không ra lớp thì cái chất lượng của cuối năm là rất là thấp, vì ở đây là các em học ít quá nên là số lượng, cái chất lượng cuối năm là rất là thấp. Nên là mong muốn là thông đường sớm để cho các em có thể đến lớp dễ dàng hơn để cái kết quả học tập của các em cuối năm được tốt hơn. Hiện nay hàng chục điểm thôn bị sạt lở cô lập nên hàng trăm em học sinh bậc học mầm non, tiểu học tại Nam Trà My không thể đến trường đến lớp.
Để giải quyết tạm thời vấn đề trên, nhiều xã tại huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng thông đường đưa học sinh đến lớp. Với một huyện nghèo 30A, nên huyện Nam Trà My đang rất khó khăn để khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ để lại. Chờ tại khu vực mà khó khăn nhất, vận động đoàn viên thanh niên lực lượng xung kích của xã để đến ngày thứ hai học sinh đi học thì phụ huynh điều chuyển đến khu vực sạt lở thì xã vận chuyển học sinh đi qua khu vực sạt lở rồi đến trường đảm bảo đầy đủ. Đến hiện nay học sinh đảm bảo là đầy đủ đi học. Thì vừa qua cái ảnh hưởng của Covid thì chúng ta cũng sử dụng cái nguồn dự phòng ngân sách, cho nên là cái hiện nay cái nguồn dự phòng ngân sách cũng rất là khó khăn, cho nên cũng mong rằng là tỉnh quan tâm hỗ trợ kịp thời để cho địa phương khắc phục, để đảm bảo cho các em học sinh đi học. Hiện nay học sinh đi học cũng rất là khó, rồi đồng bào đi lại cũng hết sức khó khăn. Khối lượng đất đá vùi lấp chia cắt giao thông về thôn nóc trên 70.000 mét khối, nên công tác khắc phục của huyện Nam Trà My đang gặp nhiều trở ngại. Hàng trăm học sinh không thể đến lớp. Địa phương đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công ở huyện, xã khẩn trương tu sửa đường, mở đường tạm để giải quyết bức xúc trước mắt. Về lâu dài, Nam Trà My đang cần sự trợ lực của Trung ương và tỉnh để khắc phục hạ tầng giao thông về các xã thôn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở núi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt.